Sưởng gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Cảm ơn tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Mộc Nam Huy. Vâng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020 và tại phía trước khu vực Sưởng Sơn, Mộc Nam Huy xin trân trọng giới thiệu cũng như báo giá đến quý vị về một số các sản phẩm đồ gỗ. Vâng, đầu tiên thì có một bộ bàn ăn được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100%, và đây là một bộ bàn ăn thuộc hàng bông vân cây lựa với kích thước mặt rộng 80 và dài 1m6, và với khuôn bao ngoài là dày 2,5 phân và khuôn bao trong là 1,5 phân cưa, và khuôn bao trong liền một tấm bông vân cực kỳ tuyệt vời. Với cái dàn vai dưới được đục chi tiết hoa lá tây, đục tay và chi tiết diềm thừng. Dàn chân trụ ở đây là chân trụ 25 nguyên khối quý vị nhé, và các bản dâu là các bản dâu dày 10 phân đục hoa lá tây rất là đẹp. Vâng, các cái chân trụ 25 này thì đúng chính xác nó sẽ phải gác lên những cái bộ bàn ăn 8 ghế, nhưng mà đây là những bộ hàng đặc Mộc Nam Huy tôi làm chân trụ 25 luôn, và thanh kết nối dày 6,5 phân bản 18 thưa quý vị. Một bộ sản phẩm đi kèm thì là 6 ghế, và 6 ghế ở đây Mộc Nam Huy làm là 6 ghế tựa theo kiểu hoa lá tây, có hoa lá tây và tựa là tựa trơn, và các cái bộ mặt ván ở đây cũng là bộ mặt ván bông vân cây lựa hết thưa quý vị. Những bộ mặt ván rất là đẹp. Vâng, những cái bộ cây ở đây Mộc Nam Huy chúng tôi đã lựa rồi, bông vân cây rất là nhiều, rất là đẹp, và cái dàn tó này là đục theo kiểu vỏ sò hoa lá tây tựa trơn. Đó, bông vân cây lựa quý vị nhé, từng chi tiết rất là đẹp. Và mặt ván ở đây, mặt ván dày 1,7 quý vị nhé, chân là chân hoa lá tây. Đó, rất là đẹp, 100% chất liệu gỗ gõ đỏ. Một bộ thì đi kèm là 6 ghế. Vâng, cũng xin báo giá luôn cho quý vị, đây là bộ ghế mà sau khi sơn hoàn thiện thì sẽ có giá tại Mộc Nam Huy, đó chính là 23 triệu giá sơn hoàn thiện tặng kèm kính mặt bàn cũng như là miễn phí vận chuyển trong phạm vi là 30 cây. Quý vị có nhu cầu về những cái bộ bàn ăn này xin liên hệ trực tiếp cho Mộc Nam Huy qua hai số điện thoại là 0948 086 và 889. Vâng, số nữa là 0961 989 990. Và tiếp theo thì Mộc Nam Huy có một chiếc kệ tivi với chiều dài là 1m6 và mẫu bột nho. Đây cũng là một chiếc kệ tivi bông vân rất là đẹp quý vị nhé, bông vân loang rất là đẹp, và 100% chất liệu gỗ gõ đỏ trong cái mức giá phải nói là cực kỳ tuyệt vời và cực kỳ là hiếm có quý vị nhé. Giá là 7,5 triệu. Vâng, chỉ 7,5 triệu thôi, một chiếc kệ tivi 1m6 hoàn toàn không có bị cấn. Quý vị có thể sử dụng những cái tivi lớn tầm tới 55, 60 hay thậm chí là to hơn ở trên chiếc kệ tivi này hoàn toàn mà không có bị cấn, sử dụng một cách thoải mái. Vâng, đây là hai sản phẩm đầu tiên Mộc Nam Huy muốn giới thiệu cũng như báo giá đến quý vị. Và tiếp theo thì xin quay cho quý vị đó là một bộ bàn ăn. Thì đây là một bộ bàn mà Mộc Nam Huy làm với cái tiêu chuẩn đó là cái mặt ván liền. Mặt ván liền dày 3 phân nguyên tấm thưa quý vị. Với kích thước bàn là rộng 97, dài 1m97, đi kèm là 8 ghế. Và 8 ghế ở đây là 8 ghế đào. Vâng, 8 ghế đào. Và bông vân cũng là bông vân cây lựa. Vâng, đây là bộ ghế mà Mộc Nam Huy chúng tôi cũng đã có video clip rồi. Nếu như quý vị cùng theo dõi thì quý vị cũng đã biết. Vâng, đây là một bộ có giá là 45 triệu tại Mộc Nam Huy. Vâng, anh em đang tẩy sơn. Và tiếp theo thì có một chiếc kệ tivi dài 2m và mặt ván ở đây. Mặt ở đây là mặt 6 phân quý vị nhé, 6 phân nguyên khối. 6 phân nguyên khối, dài 2m. Bản rộng 40. Đó, nguyên tấm cực kỳ là VIP. Đó, rất là đẹp. Bông vân cây sạch sẽ. Vâng, bông vân cây như cái đấy đây. Bông vân rất là đẹp. Và ở hai cái tấm hai hộp kéo trước này, quý vị cũng thấy này, chúng tôi cũng lựa bông vân rất là đẹp quý vị nhé. Đó. Và cũng xin báo giá luôn, đây là cái kệ tivi sơn hoàn thiện thì cũng có giá là 17 triệu tại xưởng Mộc Nam Huy. Và ở đây có một bộ cuốc đào và cuốc đào cột 10. Ở đây là một bộ hàng đặt tựa tứ quý của khách hàng, cột 10 và chân đôn 10. Vâng, đây là bộ sản phẩm mà Mộc Nam Huy làm cho khách hàng có giá là 29 triệu. Vâng, và đó là tất cả các sản phẩm mà Mộc Nam Huy xin được báo giá nhanh cho quý vị trong ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 6 năm 2020. Và ngay phía trước khu vực Sưởng Sơn,
Vâng, rất xin lỗi quý vị vì không thể quay cái video này dài hơn do là trời đang có hiện tượng chuyển mưa. Rất mong là quý vị cùng thông cảm. Và nếu như trong video này có gì thiếu sót, xin quý vị cứ để lại bình luận ở bên dưới, Mộc Lam Huy sẽ trả lời, giải đáp những thắc mắc cho tất cả quý vị. Còn ở đây là khu vực bên trong sườn sơn của Mộc Lam Huy, để quý vị cùng tham khảo. Vâng, xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các video tiếp theo.